Ok, hello, xin chào Nam Choi nha. Hôm nay thật sự là mình khá là buồn vì mẹ có mỗi kênh YouTube thì nó cũng bị tắt, con mẹ em kiếm tiền. Buồn thật sự luôn đấy. Đã biết phải nghĩ như thế nào nữa. Thề, dạng như kiểu là có mỗi cái cần để đi câu cá thì bọn YouTube nó cướp mất con mẹ luôn cái cần của mình rồi. Hiện tại thì bây giờ kênh của mình là bị ra nhỉ? Tắt kiếm tiền, nói chung buồn lắm. À, tự nhiên nó bị mất cái động lực ấy, để làm clip hay là để live stream tất cả mọi thứ, hay là mình đang chơi cờ để xả stress đi. Đấy, đi hai cái xe đã nhận được cái loan luôn và cắt tức. Một ngày tồi tệ, một cái tháng tồi tệ. Tắt kiếm tiền này là như thế nào thì kiếm tiền ở kênh mình thì dạng như kiểu nó báo là sử dụng lại bổ sung, cũng dạng như kiểu thỉnh thoảng mình phải lấy lại những cái video cũ ấy, mình nhắc lại nó lại ấy. Tù đã là trời, và bây giờ là phải đợi một tháng nữa thì có khả năng vẫn là kiếm tiền, có lẽ là xong lại còn chờ nữa thì mẹ một tháng, một hết một tháng nó mới bắt đầu là bật lại cái đấy, xong rồi còn phải chờ tiếp các kiểu thì mẹ chắc là mất tầm khoảng 2 3 tháng. Nhưng đã thật sự luôn. Đáng hiểu. Nạn quái cả đá như em. Mất hết cả cái động lực luôn ấy. Ok, nhưng mà mình sẽ vẫn đăng video clip bình thường. Đăng kiểu tàng 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 thôi. Không làm những clip dài nữa. Mình sẽ chỉ lấy những cái highlight tầm khoảng 3-5 phút, chỉ là một trận thôi. Bình thường mình hay đăng clip tầm khoảng 3-4 trận gì đấy, thì bây giờ có lẽ mình sẽ đăng clip cái gì tầm khoảng một trận thôi, nó rơi tầm khoảng 3-4-5 phút gì đó. Ok, hiện tại sắp tới thì mình sẽ chơi cái auto cheat này, chơi cái đấu trường chân lý nhiều hơn để xả stress cho đỡ chán. Thật sự buồn và tập kích, buồn thật sự các bạn. Để bạn nếu một cái lồn thì cần đặt mức độ hơn cái này. Không biết là có anh em nào có chơi cái đấu trường chân lý này không, và hôm nay sáng thì đã up lên một cái bản mới, nó lên một cái bản mới rồi. Các bạn nhìn thấy cái vật phẩm đó khác này. Vật phẩm này có ra hỏi chấm này, ra cái vàng này là cái xẻng này, ra cái xanh là đồ, có khi ra vàng là ra tướng nhỉ. Cái hỏi chấm cái đồ nhặt được này, có khi nhặt được thật đồ, nhặt được thật tướng luôn, khá là hên xui. Nếu các bạn phun tướng thì nó sẽ tự chuyển thành vàng hết kiểu như vậy. Nhưng mà chỉ được tướng 3 tiền, nên giới hạn chỉ được tướng 3 tiền. Đã có hai món đồ khá là ngon, đó là cuốn cung với cả cuốn đỏ. Mình sẽ lựa chọn. Mình sẽ lắp cả cuốn cung và cuốn đỏ. Nói chung là hai món đồ khá là ngon. Nếu như chơi được kiểu này thì các bạn sắp định chơi cái tem gọi là thuần nam vật lý rồi. Hiện tại thì danh của mình đang ở danh kim cương 2, mình đang cố gắng để cho nó lên danh cao thủ. Hình như là lên kim cương 1 xong rồi lên cao thủ thì phải, buồn vãi đất cứt rồi. Những ngày mình sẽ cố gắng đang gọi là đang để duy trì kênh thôi, đang để duy trì kênh thôi và chờ bật lại kiếm tiền. Có lẽ mình sẽ xóa rất là nhiều video, có lẽ mình sẽ xóa tầm khoảng mấy trăm video gì đó để cho nó xóa những cái nội dung mà nó đã chủ động đi lên nhỉ. Đã cắt cứt mà biết làm nào được, đành phải xóa đi thôi. Mình sẽ xóa từ đầu năm 2019. Kênh của mình hiện tại hơn 2.000 video mà buồn xóa, nghĩ nó cũng mệt sắp nhỉ. Không ra thành một con vầy ngon. Mình có nên lên cấp cũng nhỉ, mình lên là ok. Kể cả cấp kinh nghiệm các bạn nhìn thấy nó cũng nhiều hơn ngày xưa, cấp 5 mà chỉ có 10 tiền, bây giờ lên cấp 5 tận 12 tiền. Nghĩ mình nên lên kinh nghiệm đơn này. Mình đã có hai món đồ khá là ngon, có thể gánh để có thể ăn được cái chuỗi thắng. Tôi có chuỗi 4 trận là ok, không hy vọng chuỗi 7. Mình chỉ lấy chuỗi thôi. Mình đang cố gắng lấy cái chuỗi 4 để cộng thêm 2 tiền nữa.
nó ngon thì mình đang có hai đồ khá là ngon để ghép đồ sớm mà. Còn nó chưa ghép đồ thì nó để sau để nó lấy những món đồ mà nó cần đấy. Mình lại đủ đúng hai món đồ rồi, cho nên tí đến cái tơn ra tơn lấy đồ này thì mình lấy cái đéo được, chả quan trọng. Mình sẽ lấy con băng này, hiện tại giờ tem nguyên tố khá là dị. Cái con đệ mà của tem nguyên tố gọi ra nó khá là dị. Đang có ý định chơi cái tem nữa. Thiếu một con quý tộc nữa thì chúng ta có một tem ba quý tộc. Hiện tại mình chưa có. Mình con ma với con băng. Nói chung là mua tất theo đang nhiều tiền, gia đình có điều kiện. Mua một tí tem ba đỡ gặp lại. Đây chỉ là một cái cách đơn giản mà. Hên xui chứ chắc là để mua đi bán lại chúng ta không gặp lại. Ví dụ thằng này này các bạn ấy nó đang lấy chuỗi này thì nó có ngon này, chất tướng nó ngon này. Nếu mà chất tướng nó ngon mà nó có đồ nó ghép luôn được nhiều mình vậy. Giống nhiều mình ghép vào cái chuồng bồn đau vô su với cả cái chuồng đỏ vậy. Nhiều nó ngon hơn đó. Con chó này nó hồi máu này. Bắn đi xiên đôi tìm mà tìm bờ. Ok, ba chuỗi bố bạn sau thì bố chuỗi là ok. Đến cái tên này mình đủ đồ rồi cho nên mình top 1 rồi. Hiện tại mình lấy cái món đồ đéo thì có lẽ là mình sẽ lấy giọt nước. Khả năng cao là chỉ còn lại giọt nước cho mình. Đi mà hai thằng vờn nhau mình tưởng hai thằng này lấy xe. Đi mà thằng này chạy một vòng hết rồi. Ô chịu mày, đi tao lại kiểu sợ là kia nó chắn đường, chạy một vòng. Nó chạy hẳn một vòng liền, mình lấy cái gì nhỉ? Giọt nữa. Không, mình nên lấy cái này là ok. Đằng nào mình không chơi. Đâu, mình vừa có một con gấu mà nhỉ? Buồn mày. Đấy, ngon. They will be pure. Ok. Hiện tại giờ bình thường ở cái level này là các bạn có thể lên được cấp 5 rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nó tăng cái kinh nghiệm này lên từ 10 lên 12 kinh nghiệm rồi. Nếu lên được cấp 5 chúng ta đang dừng lại ở cấp 4 4 tướng và mình có hai cái món đồ chấn phái khá đẹp dành cho Vay. Mình cần một con quý tộc nữa. Đấy, Lucian mà đủ vào đánh đem quý tộc rồi. Thế thay con mẹ này, quê địt mẹ nó kéo con mẹ anh Vay ra đó. Gặp ác quế đấy chị ạ. Sửa nhanh như vậy. Ôi đây quay rồi. Để mình mất chuỗi của em là được. Bỏ ra lên một chuỗi mối thẩm lính. Lần sau mình sẽ lên một năng và mình sẽ có con Lucian để vào. Chúng ta sẽ có tem 2 hiệp sĩ và 3 quý tộc. Cùng với đó là 2 quân thủ hợp lý. Để trên lý thuyết là như vậy là đẹp, bài là bài đẹp, nhưng tâm trạng đang buồn lắm rồi đúng không? Đấy. Đó, lý thuyết của mình là như thế. Có một phần tăng này nữa là muốn lên mua hộ vệ không? Nếu mình xác định chơi được cầm quý tộc này chắc chắn mình phải mua Brown rồi, vì nó sẽ đi cùng với Leona hoặc là Pan. Trong hai trường hợp đấy chắc chắn là sẽ có, nên mình mua bỏ trước vào đây hợp lý, nói chung là cũng hợp lý ở thời điểm này. Cố gắng, ok, từ này có lẽ mình sẽ thắng. Ui, nếu thắng một việc mà một 4 hiệp sĩ tinh vãi lồn nên được các bạn bonus thêm quả giao chích của con Fiora thêm. Ok, nói chung là đạt được cái mục đích 4 triệu thắng. Bốn hiệp sĩ tầm này phải là các bạn xem hiệp sĩ cần thêm ở cái bản này thêm. I release them from their pain. Đen thế, cái hình tròn này. Tem hiệp sĩ giờ bút cả tem hiệp sĩ, bút cả tem hóa hình, tem dốc ly, bút nhiều phết. Địch vẫn hợp lý, vẫn là hợp lý. Mình có nên mua dòng không? Nói chung tham thì thơm anh em ạ, đừng cái kiểu này dễ chết sớm đã. Ui,
quỷ đấy, nhưng mà từ sau lên level 6 thì cho đặt quỷ mà miễn phí mất 2 lần băng này mà nhỉ. Cái đống băng quá. Xem thì hồn như nhà này nhỉ. Dụng hiểu tí nhặt được còn còn lý bia này thì có thể có chơi cam băng ra thì xanh xanh thì ra thì gấp gì đấy. Đây, cái hỏi chấm này nhỏ nhỏ để ra tiền. Cái giáp muối, vừa nhặt một cái giáp muối. Đây chúng ta có một cái giáp gai. Hai cái giáp muối chúng ta ra được một cái giáp gai. Mẹ nào bây giờ. Giống như giờ. Mẹ. Điều tiền. Con. Chúng ta gai rồi. Cho này. Đó. Vẫn là hợp lý. Bán con kia thì bán nốt con này thôi. Con ma này. Nếu mà thắng, nếu mà game này thắng thì mình sẽ được 2 tiền. Thua thì mình sẽ bán con Wonder Kiter này đi. Nếu mà thua thì mình sẽ bán Wonder Kiter. Nếu trong hợp thua nhá, thắng thì thôi nhỉ. Thắng thì mình đã có 2 tiền, mình sẽ được được tối đa thêm 2 tiền nữa. Khả năng là thắng đó. Em bạn sẽ đuối hơn kêu nữa. Đấy là dự đoán đấy nhá, khả năng đấy. Okay. Thắng thật. Vì con này có giáp máu nhưng mà bị vây của mình khác. Cái bùa đỏ này để ngăn cho hồn máu. Ok, mình sẽ giữ lại thằng Wonder nhé. Cái đầu tí lại nhặt được thêm một con ma nữa. Đi, con ma, vừa đó bán, còn băng thì xong. Đấy, lộn thật. Lên level không, lần này thì cũng để level 5. Có tiền thì... Điều quá vậy, thì bạn có người con băng này. Bán con băng này. Bấy tiền. Hai con này mình không bán rồi. Mình vẫn bán. Để bán băng đi. Chắc là phải bán như thịt mẹ này level 6. Sát thủ bản này cũng phải các bạn. Bây giờ bọn nó hay chơi kiểu bu cho con gì nhỉ. Con này là con gì nhỉ. Cá sa in thì sát thủ thịt mẹ đái. Bật kèo phèn phẹt. Mà em cứ tưởng thua. Đúng tiền. Một cách. Đéo là đéo dùng nến. Có dùng nến thì dùng ác thì hay hơn. Bùi vào cái tem cung thủ. Đấy, đã hợp lý. Lên level được chưa? 12, ok, tầm này lên level đẹp các bạn. Nó vừa đủ cái số kinh nghiệm. Các em mình sẽ cho một con sắt ác quỷ vào đây. Hợp lý chưa? Chúng ta đang có 3 quý tộc, 2 ác quỷ, 2 hiệp sĩ và 2 quân thủ. Nhưng mà hợp lý rồi. Tầm này là hợp lý rồi đấy. Quan trọng là cái bao nhiêu nó có đẹp hay không, độ ra như thế nào. Đi. Lồn thì kia một thì kiểu con Pan nữa, không phải con Pan mà con Wonder. Hôm nay có thêm đồ, hôm nay có hai xẻ, cái này gọi là cái đéo thì quên mẹ với con mình sao. Mình vẫn ăn đâu, nên này vẫn ngon. I release them from their pain. 8 tiền, em 9 tiền. Hay. Mình chả lấy được cái đéo gì đâu. Tên này mình chỉ lấy bờ đau ung hoặc là con Varus. Ấy, nhưng mà bờ đau ung cầm xẻng chẳng đeo đến lượt. Varus không có. Mới đủ đồ thôi các bạn. Nên là chẳng đeo đến lượt mình lấy bờ đau ung cho cầm xẻng cái này. Mình lấy cái gì mới là cái vấn đề. Đeo con quý tộc, có lẽ mình sẽ lấy Axe. Cao là không đéo lấy được. Đó, lấy được ác. Ồ, đéo lấy được. Ồ,
mình đang đánh lấy con rết sai, lấy cái này máu đấy, đây là con. Đây mình lấy con rết sai để lấy cái đai máu này thôi, đai khổng lồ này thôi, làm sao được vậy? Đâu còn lựa chọn nào cả đâu, yeah. Biết đâu tí lại có thêm một cái dạng máu nữa, mình sẽ đắp cho Gareth, cho khỏe thật sự luôn. Bây giờ nhặt được con Evelyn nữa thì nó vui. Quý tộc chắc là không chơi được. Đến cái tầm này mình chỉ có 3 quý tộc lĩnh tỉnh từ đầu đến cuối game thì các bạn biết. Chỉ có thằng này 4 tướng nhưng mà đi lại thằng Brown thì kinh bãi 5 tướng. May lắm là mày cũng tắt hẹn với chó. Chống thế đéo là được. Brown sắp tai sắp màu đấy. Sắp đen là gặp thanh mây rồi đó. Khắc hệ vẫn rồi. Bài nó thì đẹp, gặp thằng khác thì hay, đen đã lồn gặp mình, hôm nay mùa đông khó chịu. 7 tiền, nếu mà mua được xe em biết thay ai? Em thay được ai các bạn? Phí lắm. Còn được, anh để ngoài mình không thay được ai. Không thay được ai tên này. Ví dụ mình thay ở đây thì mất ác quỷ nha các bạn nhé. Phí mất đi cái nội tại dành cho con Valhurt này. Phí lấy lồ. Thay ở đây thì mất cái hiệp sĩ. Thay ở đây thì mất cái quý tộc. Nói chung là tem mình hiện tại là đẹp rồi. Giờ chỉ chờ tiền lên. Giờ mình chỉ chờ tiền, chờ đồ thôi. Thì em nhảy tập trí vãi lồ đấy. Các bạn nhìn nhá. Chơi theo kiểu sát thủ dành cho con gì nhỉ? Bác sai con gì nhỉ? Ở bác sai đi thì bây giờ toàn mua theo kiểu này. Bây giờ đang kiểu thành một cái meta bây giờ ấy. Đó, bác sai đi sát thủ. Bác sai đi sát thủ đi với hư không ấy, kiểu được. Định là vừa lên được 4 chuỗi, may vừa kịp. Vừa kịp 4 chuỗi. Đem vào ngay. Đem vào đây mình bựa này các bạn. Muốn hiệp sĩ nó khỏe lắm. Các nhìn được 35 sát thương, ngày trước là 30. Bây giờ lên 35, 65. Muốn làm hiệp sĩ này khỏe lâu. Kiếm cho vây thật lý nhỉ. Mình chưa lên level vội. Tên sau mình chưa cần lên level đâu các bạn. Vì hiện tại máu mình đang còn khá là nhiều. 82 điểm. 82 điểm máu. Mình không cần vội. Và tên này mình cho vào đâu và không giải quyết được cái vấn đề. Gọi là đỡ được tí đã. Đến level 7 nên còn khó khăn. 32 tiền, chắc chúa vãi lồ ngoài Zumi rồi. Zumi thì có 3 rớt thì sẽ có lên mà là nhà như hụt. Các bạn nhìn thấy. Người đi à? Thú nhẹ các bạn. Thằng này ra được 2 cái thỉa. Kinh vậy. Đâu tên này mình lên level hợp lý. Tên này mình lên level hợp lý. Đúng không? Hợp lý luôn, vẫn giữ được hiệp sĩ mà chúng ta có thêm cái văn cuộc. Chúng ta có thêm 2 cái văn cuộc nữa. Hiệp sĩ ở đây đang có con nháo này. Chúng ta cứ từ từ xem tên này nếu nào. Chỉ đánh những hiệp sĩ này chơi hơn nhỉ.
mày quá giết được con bộ mẹ luôn. Em giết con kia đi. Mà nó hiểu mày là mình cũng làm gì. Mày là mày là ui. I release them from their pain. Peace. Diet. Cash. Đúng một xíu mà chỉ dừng lại ở đây. Đi mà sốc ly thì không mua được cái em này. Đấy, mà vừa nói xong. Mà chơi ma không? Ma thì bỏ ác quỷ. Kèo này thì ma là ác quỷ là bỏ ác quỷ. So many try. Đó. Ôi, đéo đâu nhỉ? Mình cứ nhìn đúng tưởng. Hoa mắt này. À đây. Mẹ. Thế mình đi bán cái con kia đi. Quỷ có lẽ vẫn hợp lý nha. Mà nếu giúp được mana thì là quỷ giúp mana phê lắm rồi. Hên xúc luôn các bạn, thì đã biết được bọn kia như thế nào. Bạn mới này update ảm lòi mấy cơn sau ạ. Băng tộc này, cung thủ này, con lồn này lại còn kháng phép nữa. Đem rồng gặp nó kéo vui thì con này. Ấn dụng tên lần này là con này kéo vui nữa. Con biết thấy đồng số là lâu. Đừng phải đau. Đó là top 3, top 4 thì nghe chưa? Cái bản này chắc chỉ lên được level 8 nhỉ? Lên được level 9. Level 9 là cần 70 tiền. Kéo lên được trừ khi các bạn có xe. Nói chung là chúng ta chỉ dừng lại ở tầm level 8 là ok.
đầu lúc ấy khó mặc rồi đồ đạc như kẻo thơm hay không. Giờ mình là nhặt được con gì ạ? Con gì thay cho con gì thay cho con này là chi ra rồi ạ? Trợ giúp nơ mô tận vào một đường điện tạo ra tướng một sao tương tự. Ngon. Này bây giờ các bạn nên update để đến cái tơn này thì mẹ nguyên đồ ghét nguyên đồ ngon thì áp lực bây giờ đánh thực sự áp lực kéo giống nhiều chuyện này
là em phải chịu thương luôn. Em nằm trên em. Nên là mình kéo chơi ra được quý tộc rồi. Có nghe tí vào trận mình sẽ bán hết bọn quý tộc kia đi. Không cần thiết nữa rồi. Chỉ giữ lại con Leona thôi. Dòng hình xu học sinh của mẹ nhưng đâu thì đến thì đang lợi thế là thế anh chín thương quân mẹ ba quá đồ chín đã lồi á mình còn bon nước cả ác quỷ đồ giống bye bye anh em nhé, chúc anh em mày vui vẻ nhá, bye bye, buồn quá.